Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thông tin và đánh giá xe của Topcarvn. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Curatis mà trong cái video ngày hôm nay, dịp giữa của tháng 7 năm 2021 này, thì Topcarvn sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại và cái những cái ưu đãi quà tặng dành cho quý anh chị các bạn khi mà chúng ta lấy về Altis trong cái dịp giữa của tháng 7 năm 2021 này. Nói qua một chút thì thời điểm này đâu đó cũng rơi vào thời điểm đầu của tháng 6 âm lịch, theo lịch âm lịch nhé. Như vậy là chúng ta chỉ còn duy nhất một tháng nữa thôi là bước sang cái chương trình của tháng Ngâu. Một cái tháng mà hầu như tất cả mọi năm là chương trình cái số lượng người lấy xe cũng không hề nhiều với cái tháng Ngâu này. Do vậy mình nghĩ rằng cái tháng 6 này bao giờ cũng vậy, các đại lý sẽ có những cái chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại tốt hơn để làm sao kích thích cái tháng cuối cùng trước khi bước vào cái tháng Ngâu, khi mà cái doanh số nó không hề tốt một chút nào. Hiện tại thì Curatis chúng ta đang được phân phối với hai phiên bản, và đây một dòng xe sedan trong cái phân khúc hạng C. Nếu như mà anh chị nào chúng ta quan tâm với cái dòng xe sedan hạng C thì hoàn toàn anh chị có thể có cái sự quan tâm khác với có một dòng, một vài dòng có thể kể tới, mình có thể kể tới ví dụ như là Mazda 3, một cái dòng xe của bên Mazda, hay là chúng ta chưa có chiếc xe Hyundai Elantra của bên Hyundai, thì hiện tại Elantra cũng có những cái chương trình khuyến mại cũng rất là tốt. Và tiếp theo nữa anh chị có thể quan tâm tới đó chính là Kia Sorento, một cái dòng xe sedan trong phân khúc hạng C của bên Kia, và cái trong cái thời gian từ tháng 6 vừa qua mà có những cái chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá cũng rất là nhiều. Mà cũng nói thật luôn, đây là những cái thời điểm mà trong cái thời điểm dịch, cho nên là hầu hết nhá, tất cả những cái hãng xe, tất cả những cái dòng xe đều có những cái chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá, nó không ít thì nhiều, ít hay nhiều thôi, nó mới là vấn đề thôi. Chứ còn hầu như là tất cả đều sẽ có những cái chương trình khuyến mại, đặc biệt là trong những cái thời điểm mà dịch dã như này, vấn đề đi lại cũng tương đối là khó khăn cho những khách hàng mà chúng ta quan tâm về xe, đúng không ạ? Cho nên là đại lý luôn luôn sẽ có những cái chương trình khuyến mại làm sao để đảm bảo rằng khi mà khách hàng chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn dành cho quý vị các bạn khi chúng ta quan tâm bất cứ về một cái dòng xe nào. Và quay trở lại cái video ngày hôm nay thì Topcarvn sẽ cập nhật cho anh chị về Curatis. Curatis thì hiện tại bản 1.8e nhé, có hai phiên bản thôi, 1.8e với mức giá niêm yết là 733 triệu đồng, phiên bản 1.8g với mức giá niêm yết là 763 triệu đồng. Thì với mức giá mà mới nhất trong cái dịp mình cập nhật giữa tháng 7 này, đầu tiên là phiên bản 1.8e, mức giá chương trình giảm giá thì mức giá mới nhất của bản 1.8e anh chị sẽ có mức giá là 690 triệu đồng ạ. 690 triệu đồng là mức giá bán của phiên bản 1.8e. Với mức giá này thì anh chị chúng ta được tặng những cái chương trình khuyến mại như nào thêm nữa, đó là tặng một bộ dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này, camera hành trình này, và 2 năm bảo hiểm thân vỏ. 2 năm bảo hiểm thân vỏ, quên chị các bạn ạ. Toyota rất là chăm chú khuyến mại về cái việc mà tặng bảo hiểm thân vỏ như này. Thực ra thì nó cũng là cái phần tiền mặt của quý chị các bạn thôi, nhưng mà bên phía Toyota sẽ linh động hơn khi mà chuyển sang về cái vấn đề về tặng cho quý chị các bạn trực tiếp về cái bảo hiểm thân vỏ, về bảo hiểm thân vỏ này. Thì đôi khi nhiều khách hàng chúng ta cũng sẽ được lợi về cái quá trình sau này anh chị chúng ta có thể là sử dụng về cái bảo hiểm này. Vậy thì với mức giá như vậy, 690 triệu đồng là giá bán nhất của 1.8e, thì nếu lăn bánh ở tỉnh nhá, anh chị chúng ta sẽ cần bỏ ra là 766 triệu là lăn bánh ở tỉnh. Lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 800 triệu đồng anh chị ạ. Lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 786 triệu đồng. Cập nhật các bạn dịp giữa tháng 7 này nhá. Em xin nhắc lại này, ở tỉnh là 766 triệu là lăn bánh được rồi. Hà Nội là 800 triệu đồng và Thành phố Hồ Chí Minh là 786 triệu đồng. Còn với anh chị mà chúng ta muốn mua trả góp phiên bản 1.8e này thì sao ạ? Với những anh chị ở tỉnh chúng ta sẽ cần bỏ ra là 214 triệu đồng. Ở Hà Nội là 248 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 234 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại nhé. Ở tỉnh là 214 triệu, ở Hà Nội là 248 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 234 triệu đồng là số tiền anh chị chúng ta cần chuẩn bị để có thể lăn bánh được phiên bản 1.8e Curatis trong cái dịp giữa tháng 7 này. Đây là một cái dòng xe mà sedan trong phân khúc hạng C mà thực sự khi mà chúng ta đi về cái dòng xe chúng ta lên chúng ta trực tiếp lái ấy, thì các bạn sẽ lấy là Altis nó có những cái cảm giác lái mà có cái đặc điểm không gian cảm nhận nó rất là riêng, nó rất là riêng luôn cho quý chị các bạn. Sang cái phiên bản thứ hai mà em cập nhật cho quý chị các bạn, đó là phiên bản 1.8G với mức giá bán tại thời điểm này là 721 triệu đồng ạ. 721 triệu đồng là phiên bản 1.8G, phiên bản đủ. Với mức giá này nếu mà lăn bánh ở tỉnh chúng ta sẽ bỏ ra là 800 triệu đồng để lăn bánh được. Lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 835 triệu đồng và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 820 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại, ở tỉnh là 800 triệu, Hà Nội là 835 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 820 triệu đồng để lăn bánh được phiên bản 1.8G này. Còn với phương án mà anh chị muốn mua trả góp Curatis phiên bản 1.8G nhé, ở tỉnh anh chị chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 223 triệu.
Hà Nội là 258 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 243 triệu đồng để làm bánh được phiên bản 1.8G này. Em xin nhắc lại, ở tỉnh là 223, Hà Nội là 258 và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 243 triệu đồng để lăn bánh được. Mức giá này đã gồm đăng ký đăng kiểm 20% lệ phí trước bạ rồi. 20% giá trị xe anh chị ạ. Bảo hiểm thân vỏ thì anh chị được tặng 2 năm rồi mà, nên chúng ta không phải mua bảo hiểm nữa. Dán kính cách nhiệt được tặng rồi, trải sàn da được tặng rồi, camera hành trình cũng được tặng rồi. Vậy là chúng ta không phải sắm thêm bất cứ một cái gì nữa. Bảo hiểm cũng không phải mua 2 năm bảo hiểm thân vỏ cơ. Vậy là hoàn toàn Curatis thời điểm này thì những anh chị nào, thứ nhất là anh chị chúng ta yêu về những cái dòng xe của bên Toyota với những cái đặc điểm bao giờ cũng vậy, nó là truyền thống của Toyota rất là bền bỉ, rồi là không gian này cũng rất là rộng rãi của Curatis, một dòng xe sedan trong phân khúc hạng C. Cảm giác lái mình nghĩ là Curatis đâu đó cũng rất là ổn, đi rất là thoải mái và thoáng đãng khi mà các bạn lái về Curatis. Cảm nhận của mình khi ở không gian của một cái dòng xe hạng C của bên nhà Toyota là rất là ổn. Còn về cái kiểu dáng thiết kế rồi ngoại thất, nội thất, những trang thiết bị thì Atis về cơ bản là ok. Còn kiểu dáng thiết kế thì mình nghĩ là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận riêng, có những cái cảm nhận riêng và có những cái đánh giá riêng, có hợp với cái gu của mình không, nó có ăn điểm trong cái con mắt của mình không. Thì theo em nghĩ hoàn toàn anh chị có thể đến trực tiếp tất cả các đại lý của bên Toyota, anh chị có thể lái thử. Và ngay bên dưới góc trái màn hình này sẽ có số hotline của bên đại lý của Toyota. Những anh chị nào ở miền Bắc thì anh chị hãy liên hệ với ở miền Bắc, ở miền Nam thì anh chị hãy cứ liên hệ với ở miền Nam để các bạn có thể nhận được cái mức báo giá tốt nhất nhá. Mình khẳng định với các bạn luôn, với Curatis các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với size số hotline này. Nếu anh chị chúng ta quan tâm về cái dòng xe này, hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này, video này. Đảm bảo với các bạn là mức giá sẽ là nhận được tốt hơn nữa, tốt nhất và tốt nhất thị trường cho các bạn luôn. Đặc biệt trong cái chương trình của trước khi mà vào cái tháng Ngâu này thì anh chị hoàn toàn sẽ có thể là linh động được thêm về cái mức giá. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Toyota VN. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Toyota VN.